chị nào đang lười trang điểm hoặc không biết trang điểm thì không nên bỏ qua cái phần cushion này nha mọi người. Chỉ còn một bước thôi, vừa thay thế là kem lót, kem nền và che khuyết điểm nhẹ cho mọi người luôn, phù hợp cho đi chơi, đi học, đi dự tiệc nha, thậm chí là đi uống trà chiều, đi học, đi làm thoải mái luôn đều ok. Chỉ còn một bước thôi, không tốn quá nhiều thời gian, sau đó là mình kẻ chân mày, kẻ mắt và bôi môi là xong. Hợp lý ha. Với dạng phấn cushion 2-in-1 này thì cần chỉ lấy một ít thôi đánh lên thì nó là vừa phủ vừa che khuyết điểm luôn á mọi người ơi. Mình đánh thử lên da tay của mình nè thì nó sẽ che khuyết điểm nhẹ cho mọi người luôn đó. Đây mọi người thấy không, đó nâng tông từ 2-3 tông liền. Bây giờ em sẽ test lên mặt da mặt của em, hoặc em hiện tại là chưa đánh phấn gì hết á. Đây mọi người xem là mình đã đánh một nửa, một bên là không đánh gì, một bên là đánh cả đánh nè mọi người. Nó nâng tới 2-3 tông là em đánh bị nhiều nhá, lấy bị nhiều thành nên là nó sẽ có 2 tông hơi bị khác mọi người. Mọi người là ít lại ít là được, nhưng mà nó nâng tông rồi. Còn mọi người xem nè, nó che khuyết điểm cực kỳ ok luôn mọi người nha. Chơi cái điểm cực kỳ tốt luôn á. Bây giờ em sẽ đánh đều tổng cả mặt để xem tổng thể nha. Nào, nếu mà nó về dòng luxury thì nó không quá luxury, nhưng mà nó về dòng trung bình và khá thì thằng này là ok nha. Em chấm cái này là 8/10, mọi người có thể sử dụng em này. Giá này em bán chỉ có 52k thôi, mua xài dịp Tết này là quá thoải mái luôn, bỏ túi đi đâu xài cũng tiện lợi luôn mọi người. Một lớp nhẹ là đầy đủ cho da mình luôn, đó là xong.